tụi em quen nhau là 4 năm, tròn 4 năm. Là một chàng trai mới vừa đi nghĩa vụ quân sự về, hớt đầu thì ba phân. When the snow starts to fall. Hai đứa mình đã quen nhau 4 năm rồi, trong 4 năm qua cũng có buồn có vui có, cãi giả nhau cũng có. Nhưng mà cũng có nhiều lúc là để cho tụi mình nghĩ đến chuyện là không quen nhau nữa. Nhưng mà cũng may mắn là vì sự thương yêu nhau cho nên là tụi mình cũng đã vượt qua 4 năm đó và để đến một cái kết của một hôn nhân là một đám cưới thiệt là đẹp như vậy. Rest assured, 'cause seasons pass, a new day dawns, and through the clouds. Em có nhớ ngày đầu tiên mình gặp nhau không? Ngay vườn dừa á, anh hồi mới nghĩa vụ về gặp em. Em biết ấn tượng đầu tiên gặp là gì không? Một cô gái bình thường giản dị, mặc chiếc áo đầu bộ đi làm dừa rất là đáng yêu. Thì từ đó anh đã bắt đầu có tình cảm và thương em. Nói chung là em có gì cũng xấu hết á, mà tốt cái là bây giờ em đã là vợ của anh, em rất là vui gì đó. Khi đã không cưới thì thôi, mà cưới em về á thì anh phải lo lắng cho em, chăm sóc cho em, sẽ không để em buồn và khổ nữa. Yeah, cuộc sống tương lai của mình sẽ thật là tươi mới. Bắt đầu ngày mới từ hôm nay nha em. Let's follow where rivers flow. Let's see how far we can go. When it feels like you're out on your own. Hear the voice that đây qua đây là chương trình có một mâm trầu ẩm dạch thì gồm có bốn mâm của cả bánh trái cây. Trước thì tôi xin trình với chị Lai Cổ Quyền chào ông bà Hiến Tuyền. All I know is how I feel. All I want is what is real. Oh, even on your darkest days, you know that I will never change. Oh, I will love you the same. Oh, I will keep you safe. Lời cảm ơn đến cha mẹ hai bên là những lúc mà tụi con cãi giải nhau, những lúc mà tụi con không có
không nghĩ là không thể nào mà giữ tay nhau được nữa, thì cũng may mắn là có cha mẹ hai bên động viên tụi con, rồi cắt nghĩa cho tụi con hiểu những cái điều nào tụi con nên cần sửa cho nhau, rồi thông cảm cho nhau. Nhờ vậy mà để hôm nay tụi con được hạnh phúc như bây giờ. Con cảm ơn ba mẹ hai bên rất là nhiều.